Mở thẻ VIP trực tuyến tặng vé concert Anh Trai Say Hi. Biệt thự biển Mandarin Oriental Đà Nẵng, siêu thượng lưu thầm lặng. Chia sẻ thật lòng là khi mà mình bước vào trong chương trình, mình chưa bao giờ mình nghĩ mình sẽ sau chương trình mình sẽ đi hát đâu. Mình chia sẻ thật lòng. Mình vẫn nghĩ là mình tới đây để với một tâm thế là mình được trải nghiệm. Và sau khi mình quay xong thì mình sẽ trở về là cái guồng quay của mình với những cái khoảng thời gian mình đi làm phim. Nhưng mà thực sự là khi mà bắt đầu được khán giả yêu thích nhiều hơn, rồi bắt đầu mình cảm thấy càng ngày mình rất là thăng hoa, và mình đứng ở trên khấu mình hát mình cũng rất là thích, thì mọi thứ nó khiến cho mình hơi lung lay một tí. Tại vì đối với mình nghĩ khán giả càng ngày càng yêu thương mình nhiều hơn, to lớn hơn, thì đồng nghĩa với việc cái trách nhiệm của mình sẽ phải càng ngày càng phải lớn hơn nữa. Mình sẽ phải làm những cái điều nó phải phù hợp và nó phải match với cả cái tình yêu thương của quý vị khán giả nữa. Nếu như mà mình lại tiếp tục, mình xong chương trình mà mình lại quay về, mình đi phim, mình lại ở ẩn tiếp, chỉ đến khi nào phim ra thì bắt đầu mình mới xuất hiện, thì nó cũng hơi ích kỷ. Đối với mình là như thế. Thì hiện tại mình không dám chắc, mình không dám hứa với tất cả mọi người về bất cứ một điều gì. Nhưng mà biết đâu được, mình sẽ đi hát, biết đâu được. Thật ra thì bên ngoài, cái chia sẻ thật là bên ngoài thì mình không có đi chơi nhiều với anh em. Mình sẽ chỉ là, nếu mà cái ngày hôm đó mình không làm gì hết, mà nó lại trùng lịch cả các anh em không làm gì hết, thì các anh em, bọn mình sẽ đi ăn uống với nhau. Và nếu như mà mình có lịch ở nhà hoặc là có phải công việc ở nhà thì chắc chắn là mình sẽ không đi ra ngoài đường để mình ăn uống. Thế nên là bảo là mình gặp các anh em nhiều không thì thực sự là không nhiều bằng những anh em khác. Nhưng mà mình có quan tâm họ không? Mình có quan tâm và mình luôn nhắn tin cho họ. Mình thực sự rất 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 là vui khi mà được vào đây để gặp các anh em. Nhưng mà nhìn vậy thôi, chứ Tú nói chuyện với cả những người mà Tú quen á thì Tú nói chuyện rất ít. Tú còn nói chuyện với người mới không? Tú nói chuyện với mấy anh em mới không à? Tú cả chung có một cái điểm rất là giống nhau là diễn vòng này coi như ao. Tức là sẽ không có 10 trên 10, sẽ không có you, sẽ không có ngáo ngơ một lần nữa, hay là sẽ không có bắt một lần nữa. Chúng tôi sẽ không diễn một lần nữa. Đây là lần diễn cuối cùng của chúng tôi. Không, như Tú đã chia sẻ thì tới vòng này Tú nghĩ là tất cả anh em hầu như là tận hưởng với nó nhiều hơn. Các anh em có thể thoải mái nhiều hơn, tại vì vòng cuối cùng rồi và không có bị loại ai nữa cả. Và vòng này chúng tôi sẽ cháy hết mình, sẽ tiếp tục cống hiến hết mình với một tinh thần vẫn rất là Anh Trai C2. Anh lúc nãy, từ đầu anh cũng đâu có áp lực đâu, và chương trình cũng đâu bị áp lực. Anh chỉ thấy là Tú chỉ muốn là được đứng ở trên sân khấu đã là một cái điều mà nó thiêng liêng vô cùng. Tú không biết tất cả những người khác như nào, nhưng mà khi đối với riêng cá nhân của Tú, mình được đứng ở trên sân khấu, mình được hát, được ngắm các đèn đánh xuống, được nhìn thấy quý vị khán giả, được nhìn thấy từ những cái giọt nước mắt tới những nụ cười, là mình đã cảm thấy cực kỳ hạnh phúc rồi. Và những cái giây phút đấy cực kỳ thiêng liêng. Thế nên đối với mình, đó cũng là một trong những cái khoảnh khắc mà mình luôn luôn muốn và luôn luôn thèm muốn được đứng ở trên sân khấu. Đúng rồi, tại vì đối với mình thì mình nghĩ rằng cái chuyện mà mình từ chối không phải là bởi vì mình kén cá chọn canh gì đâu, mà đối với Tú cái chuyện phù hợp nó sẽ là cái chuyện quan trọng hơn. Và mình phải biết như, và đối với riêng cá nhân của Tú thì mình phải biết được rằng hiện tại bây giờ mình đang có suy nghĩ gì, mình đang có chiến lược gì, mình đang như thế nào, để khi vào một game show thì mình sẽ bước chân vào một game show với một cái tâm thế thì mình sẽ mang theo cái suy nghĩ đó vào thì nó sẽ hợp lý hơn. Còn nếu như mà mình, đó là lý do vì sao mà mình sẽ khá là chọn lọc, và mình nghĩ rằng mình không muốn làm quá nhiều. Thứ nhất là khi mà mình làm quá nhiều thì cái chất lượng nó sẽ không, mình sẽ không có thể đảm bảo được, nên là mình hơi khó tính trong cái chuyện này. Thật ra thì đến bây giờ mình cũng còn chả quan tâm tới bảng điểm của mình nữa cơ. Mình còn chả biết nó nằm ở mấy cơ. Nói thật với mọi người là như thế. Và mình chỉ nhớ là mình luôn nằm ở trong cái top khoảng 19 gì đấy. Xong rồi lần trước thì như là 2
Lần thứ hai gì đấy, điểm mình còn cho mà. Tại vì cái thứ hai đấy mình không quá để ý về nó. Như mình đã chia sẻ ngay từ đầu mình đến với chương trình là mình muốn tạo cùng cả anh em làm những cái âm nhạc mà nó chất lượng nhất, đem những vào những cái ý tưởng mà nó hay ho nhất. Chả mất gì, mình đâu mất gì đâu. Cái mình nghĩ mình mất là mất thời gian không được ở cạnh gia đình mình thôi. Mình chả mất gì. Tôi nghĩ cái chuyện khi mà để mình để lại ấn tượng, tôi nghĩ là chuyện ấn tượng nhất, để khán giả có thể nhìn vào cái cá tính của mỗi nghệ sĩ, đúng không? Ý là vậy đúng không? Chia sẻ thật lòng là khi mà mình bước vào trong chương trình, mình chưa bao giờ mình nghĩ mình sẽ sau chương trình mình sẽ đi hát đâu. Mình cái này mình chia sẻ thật lòng. Mình vẫn nghĩ là mình tới đây để với một tâm thế là mình được trải nghiệm. Và sau khi mình quay xong thì mình sẽ trở về lại cái guồng quay của mình với những cái khoảng thời gian mình đi làm phim. Nhưng mà thực sự là khi mà bắt đầu được khán giả yêu thích nhiều hơn, rồi bắt đầu mình cảm thấy càng ngày mình rất là thăng hoa, và mình đứng ở trên khấu mình hát mình cũng rất là thích, thì mọi thứ nó khiến cho mình hơi lung lay một tí. Tại vì đối với mình nghĩ khán giả càng ngày càng yêu thương mình nhiều hơn, to lớn hơn, thì đồng nghĩa với việc cái trách nhiệm của mình sẽ phải càng ngày càng phải lớn hơn nữa. Mình sẽ phải làm những cái điều nó phải phù hợp và nó phải match với cả cái tình yêu thương của quý vị khán giả nữa. Nếu như mình lại tiếp tục, mình xong chương trình mà mình lại quay về mình đi phim, mình lại ở ẩn tiếp, chỉ đến khi nào phim ra thì bắt đầu mình mới xuất hiện, thì nó cũng hơi ích kỷ. Đối với mình là như thế. Thì hiện tại mình không dám chắc, mình không dám hứa với tất cả mọi người về bất cứ một điều gì. Nhưng mà biết đâu được, mình sẽ đi hát, biết đâu được. Không biết nữa. Đúng. Tại vì mọi người biết sao không? Khi mà Tú tới với chương trình, cái mindset của Tú khi tới với chương trình là ai đi vào trong hay ai ở lại hay là ai bị loại, nó không quan trọng bằng cái việc bạn tạo ấn tượng như thế nào đối với quý vị khán giả, đối với người xem. Và sau khi cái quan trọng nhất là đối với riêng cá nhân của mình nhá, là cái quan trọng nhất là sau khi xong chương trình này thì các anh em sẽ có độ nhận diện phủ sóng cao hơn, sẽ được đi làm nhiều hơn. Thì trong cái mindset của mình là như thế. Nhưng mà không hiểu sao càng ngày đi vào thì mình giống kiểu mình chơi mình cũng kiểu vô tư, mình không có suy nghĩ tính toán gì quá nhiều trong cái game này. Mình chỉ có game khi nào mà cần bài hát thì mình mới tính toán thôi, chứ còn khi mà mình chơi với anh em thì mình chơi rất là xả láng. Nên là dần dần cái tình thân, tình thương của các anh em nó gắn liền với mình lúc nào mình không hay, và thành ra mình hơi rớt một hai giọt. Mà thật ra thì bên ngoài, cái chia sẻ thật là bên ngoài thì mình không có đi chơi nhiều với anh em. Mình sẽ chỉ là, nếu mà cái ngày hôm đó mình không làm gì hết mà nó lại trùng lịch cả các anh em không làm gì hết, thì các anh em bọn mình sẽ đi ăn uống với nhau. Và nếu như mà mình có lịch ở nhà hoặc là có phải công việc ở nhà thì chắc chắn là mình sẽ không đi ra ngoài đường để mình ăn uống. Thế nên là bảo là mình gặp các anh em nhiều không thì thực sự là không nhiều bằng những anh em khác. Nhưng mà mình có quan tâm họ không? Mình có quan tâm và mình luôn nhắn tin cho họ. Mình thực sự rất 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 là vui khi mà được vào đây để gặp các anh em. Nhưng mà nhìn vậy thôi, chứ Tú nói chuyện với cả những người mà Tú quen á thì Tú nói chuyện rất ít. Tú còn nói chuyện với người mới không? Tú nói chuyện với mấy anh em mới không à? Tôi xin lỗi, tôi sai, tôi thua rồi, tôi khua rồi. Nhưng mà có hứa với anh em rồi, xong sẽ phải đi với anh em một bữa. Tại vì tính của mình là không... Mình... Ừ, đấy, nó là như thế. Sau xô. Thật ra cũng khá nhiều. Khá nhiều. Nhưng mà mình nghĩ cái người đi mà mình khiến mình mà cảm xúc, nó không phải là buồn, nuối tiếc, mà cảm xúc tự hào, nó có lẽ là Quang Trung. Tại vì mình có hứa với cả Trung là nếu như mà mình không dám hứa, là mình có nói là mình không dám hứa là sẽ có chiến thắng hay không. Tại vì mình khá là hiểu cái game mình đang chơi nó sẽ như nào, mình không dám hứa trước. Nhưng mình hứa với cả Trung rằng
hai bài mà khi mà em tham gia và khi mà em trình diễn chắc chắn là hai bài em sẽ thích nhất từ trước đến nay. Và khi em, nếu phải chăng em có ra về thì em sẽ phải ngửa mặt lên trời để em ra về. Thì mê về sau khi mà chuẩn bị out xong thì mấy anh em cũng nhắn tin với nhau, thì mình cảm thấy mình làm được điều đấy. Còn thật ra những anh em khác thì ai mình về mình cũng tiếc nuối hết, nhưng mà riêng với Quang Trung thì mình cảm giác như mình ngưỡng mộ hơn, mình tự hào hơn. Tại vì tất cả các anh em làm được cái điều này, tại vì đây là một cái điều mà mình nghĩ nó khó lắm, nó rất là khó. Tại vì Tú cả Trung có một cái điểm rất là giống nhau là diễn vòng này coi như ao. Tức là sẽ không có 10 trên 10, sẽ không có yêu, sẽ không có ngáo ngơ một lần nữa, hay là sẽ không có bắt một lần nữa. Chúng tôi sẽ không diễn một lần nữa, đây là lần diễn cuối cùng của chúng tôi. Nên là các anh em hết mình và cháy hết mình và với nó hết mình. Khi mà được nhận thành quả lại như thế thì Tú thực sự rất là vui. Không hình Tú ở Quang Trung, đó là ngay không hình ở tập 1. Mình biết là khi tập 1 mình có nói chuyện với rất nhiều anh em, nhưng mà để mà cái người mà có thể giúp mình tạo ấn tượng nhiều nhất chắc chắn phải là Quang Trung. Quang Trung là người đệm, người đá miếng cho mình, người cùng mình tung hứng. Thì nhờ có tập 1 thì mới có tập 2, tập 3, tập 4 mới cuốn hút người xem thêm. Thì với mình là Quang Trung. Trong cái phân cảnh khi mà hai người ở trong phòng chờ màu trắng mỗi hai người, chả muốn quay về live show nào hết được không? Tính của Tú là không có thích thay đổi điều gì hết. Tại vì ngay từ thời điểm đó là anh em đã hết sức rồi, anh em đã chiến tới cùng rồi, chiến tới có nhiều người, có thể mình sẽ ngại nói ra, nhưng mà thực sự là chiến đúng nghĩa là việc chiến tới cùng luôn. Anh em mình mẩy coi như là đúng nghĩa. Thì mình nghĩ là không có lý do gì để mình phải có thể quay trở lại được. Mình nên tự hào về những khoảng thời gian đấy. Mình nhận lời là mình sẽ không tiếc ở đâu. Tại vì mình biết mỗi một khoảng thời gian mình nhận là mình tham gia vào một cái dự án gì đấy, chắc chắn cái dự án đấy sẽ đem lại cho mình một cái bài học, một cái trải nghiệm, một cái giá trị nhất định. Nên là chắc chắn mình không bao giờ mình tiếc hết. Mà ACC2 còn đem cho mình một cái bất ngờ khiến cho mình không thể tin được là mình có thể khai thác bản thân của mình sâu đến như thế. Ở đây là mình phải cảm ơn anh trai C2 rất là nhiều. Song Luân, Isaac, Tú Voi và Quang Trung. Tại vì đó là những cái người già tuổi nhất. Hiếu thứ hai, Win Lê, Hurricane, Jason, Quân AB, anh Sái, bình thường, thắng được không thắng được. Đây là một cái trả lời thật lòng. Mình đầu tư không có nghĩa là mình đầu tư là mình cần phải thắng. Mình đầu tư là mình để thỏa mãn được cái cơn khát ở trong lòng mình khi mà đứng trên sân khấu, để được trình diễn, để gửi tới quý vị khán giả những màn chất lượng nhất. Chứ thắng thua mình không quan trọng. Mình nói thật mà, mình không quan trọng thắng thua. Mình chỉ muốn ngay cái thời điểm mình đứng ở trên sân khấu, mình diễn xong cái bài hát đấy, nó là cái thứ tuyệt vời nhất. Chứ không phải là cái chuyện mà mình sẽ thắng được người này bao nhiêu điểm, thua người kia bao nhiêu điểm. Mở thẻ VIP trực tuyến tặng vé concert Anh Trai Say Hi. Concert Anh Trai Say Hi, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 9. Áo Song Việt Nam, bài hát của chúng ta, phát sóng 21 giờ 15 phút Chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8.